Bất cứ phụ huynh nào cũng muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, một vài trường hợp trẻ không tăng trưởng chiều cao hoặc trẻ lúc nào cũng thấp bé hơn bạn bè. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thoại Loan, trưởng khoa nhi, phòng khám Vinmec Sài Gòn sẽ chia sẻ cho cha mẹ nhiều thông tin bổ ích giúp chăm sóc và cải thiện chiều cao cho con. Nguồn gen là quan trọng. Bố mẹ có chiều cao mà không hạn chế thì chắc chắn mình đã cho một cái nguồn gen góp phần 30%. 70% còn lại đầu tiên là phải đảm bảo năng lượng và canxi. Không thể một đứa trẻ thiếu ăn mà nó cao được. Cái điều đó là cái điều dĩ nhiên. Thành ra cái năng lượng là phải đảm bảo. Năng lượng làm sao mình biết đảm bảo? Mình dựa vào cái cân nặng. Nó phải phát triển trong cái chuẩn bình thường hoặc trên bình thường. Cái thứ hai là cái lượng canxi. Cái lượng canxi bổ sung thì chúng ta biết rồi. 80% của xương là canxi. Chúng ta cho năng lượng mà chúng ta cho những cái năng lượng không có canxi thì làm sao mà có thể là có một cái xương cao lớn và một cái xương vững chắc như vậy. Thì theo tôi thấy là một cái sản phẩm mà vừa dễ tiêu hóa mà vừa đảm bảo hai cái tố chất đó, điều kiện đó giống như mình mới vừa nói, đó là sữa. Cái chuyện thứ hai là phải vận động. Như chúng ta biết rồi, một trong những cái nghiệm pháp để kích thích tiết nội tiết tố tăng trưởng là nghiệm pháp vận động. Thì khi nghiệm pháp vận động thì chúng ta sẽ tối ưu hóa cái lượng nội tiết tố tăng trưởng tiết trong cơ thể. Và cái vận động này phải tính là thường xuyên, chứ không phải là chúng ta tính một tuần chúng ta vận động một lần. Tại sao chúng ta biết xương chúng ta cao lên hàng ngày, xương chúng ta phát triển hàng ngày thì làm sao vận động một ngày mà nó có thể tính cho một tuần được? Đó là cái vận động. Cái thứ ba là một trong những cái chúng ta có thể tối ưu hóa cái việc tiết nội tiết tố tăng trưởng. Chúng ta biết rằng nội tiết tố tăng trưởng nó sẽ tiết vào lúc 12 giờ khuya với một cái điều kiện. Với một điều kiện là trẻ đã phải được ngủ rất là sâu. Và thường người ta tính toán là trẻ phải ngủ đủ 2 tiếng trước đó thì mới vô giấc ngủ sâu, thì chúng ta mới tối ưu hóa cái lượng nội tiết tố tăng trưởng. Thành ra có những đứa trẻ hai điều kiện kia đầy đủ, tức là có đầy đủ năng lượng, vận động rất là tốt, nhưng mà nội tiết tố tiết không được. Tại sao? Tại thức khuya. Ví dụ 11 giờ, 12 giờ thì nó đã qua cái thời gian vàng của cái việc tiết cao điểm của cái nội tiết tố rồi. Thành ra nếu chúng ta kết hợp ba điều kiện như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái chiều cao cho con trẻ, nhất là những cái giai đoạn vàng là giai đoạn tiền dậy thì. Thật sự thì nước ngoài thì người ta phát hiện cái chuyện chậm tăng trưởng chiều cao rất là sớm. Theo tài liệu chúng tôi có được là người ta phát hiện lúc 6 tháng tuổi. Là đối với một cái trẻ khi sanh ra, nếu trẻ chúng ta, con của chúng ta là nguy cơ. Nguy cơ là sao? Giống như tôi đã bàn. Thứ nhất là nguy cơ là trẻ sanh non dưới 38 tuần, trẻ sanh nhỏ so với tuổi thai dưới 2,5 kg và chiều dài dưới 48 cm. Thì ta sẽ theo dõi liên tục chiều dài. Thành ra cái chiều cao của trẻ mình sẽ phát hiện rất là dễ dựa vào cái biểu đồ tăng trưởng chiều cao. Chiều cao dưới chuẩn là 1, chiều cao trong 6 tháng không tăng hết 3 cm là 2. Đó là những cái dấu hiệu rất là dễ phát hiện mà chúng ta thường bỏ qua. Thì tại Việt Nam thì chúng ta thường phát hiện khi nào? Thường phát hiện trễ. Trễ là tại sao? Thứ nhất, quan niệm ba mẹ thấp là con sẽ thấp. Quan niệm sanh ra nhỏ con là nó sẽ nhỏ con. Quan niệm là người châu Á là phải lùn. Ví dụ như vậy. Và khi chúng ta sẽ phát hiện giai đoạn nào, thường là tôi thấy chúng ta sẽ phát hiện giai đoạn mà trẻ đi nhà trẻ hoặc là đi học rồi đó. Mình so với những đứa bạn đó, mình thấy sao tối ngày nó cứ xếp hàng đứng hàng đầu hoài, hoặc là tối ngày nó cứ thấp như vậy vậy hoài, thì mình mới phát hiện được. Tức là mình phải đối trọng với là một cái bé nào thì mình phát hiện được. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn cũng tương đối hơi muộn rồi, là giai đoạn tiền dậy thì. Tại chúng ta biết là giai đoạn tiền dậy thì ngoài cái sức bật của cái tuổi thanh thiếu niên thì còn có vai trò của nội tiết sinh dục. Thì trong nội tiết sinh dục nó sẽ làm cho cái xương nó phát triển rất là nhanh. Chính như vậy trong giai đoạn tiền dậy thì mình sẽ thấy là những cái đứa khác học chung với con mình, những cái bé khác đó, nó cao vọt rất là nhiều. Còn con mình thì vẫn đứng chừng như vậy thì mình mới chú ý. Thành ra cái giai đoạn nào phát hiện càng sớm thì các việc điều trị nó càng hiệu quả. Và cái chiều cao tối ưu cuối cùng khi mà trẻ trưởng thành tầm 25 tuổi thì nó mới đạt chuẩn được. Thường thì bố mẹ sẽ tính toán tới cái chuyện chủ yếu là cho nhiều năng lượng. Đa số những cái trẻ mà tôi thấy là chậm tăng trưởng chiều cao đó, thường là sẽ đi khám dinh dưỡng trước. Tức là những cái trẻ mà nó thiếu nội tiết tố tăng trưởng đó thì ba mẹ cứ cho đi bồi dưỡng nhiều vô. Chúng ta thấy là phải có cái tỷ lệ, tức là khi chúng ta đưa lên một cái biểu đồ tăng trưởng, chúng ta sẽ thấy có một cái sự tương xứng giữa cân nặng và chiều cao. Ví dụ như là cái đường chuẩn
ở mức như vậy, nó tăng trên đường chuẩn rất là nhiều ở mức cân nặng, nhưng mà chiều cao nó vẫn đứng ở cái đường thấp, thì điều đó nói lên rằng gì? Nói lên là chỉ có năng lượng không là đủ. Thứ hai là chúng ta hay cho trẻ là vận động, nhưng mà chỉ dồn vào vận động cuối tuần thôi. Ví dụ thứ bảy, chủ nhật thì cho nó vận động. Và vận động là bằng cách là sao? Cho xuống hồ bơi rồi nó muốn làm gì nó làm. Nó có thể nó đứng yên, nó chơi giỡn nước ở hồ bơi thôi, chứ không phải là những cái động tác rướng. Tôi xin nói là cái vận động mà nếu chúng ta tập trung vào những cái môn mà phải có rướng người. Môn rướng người là môn nào? Ví dụ dưới nước là bơi lội. Thứ hai, trên bờ là cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. Chứ cuối tuần mà cho đi đá banh, cuối tuần mà cho đi tập võ, ví dụ vậy, thì cái môn đó là không phải là môn rướng người. Và như chúng ta nói là cái tính quan trọng của vận động không phải là một lần mà tập thật nhiều, mà phải là mỗi ngày đều tập, và mỗi lần tập thì ít nhất là 30 phút. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.